Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ Mỹ nha, Fossil. Đó, size 44, chưa núm cả núm là 46, càng là 51 nha. Đẹp lan can nguyên rin từ Anh Z luôn. Cơ chế chạy cơ chế 6 kim nha. Đây. Bấm giờ nè. Đây bấm giờ góc kim nhỏ góc 6 giờ nè. Đây là số phút đếm được nè, dừng nè. Reset nè. Đó, rất là đẹp luôn, cọc số La Mã. Cái này màu giống như màu đồng vậy nha, vàng đồng. Đó, nguyên rin luôn nha. Dây rin luôn nè. Fossil. Đó, khóa nè, thấy chưa? Bao đẹp luôn nha, đẹp keng như mới luôn nha cả nhà. Đó, không có vết gì hết luôn. Nguyên rin. Size bự nha, mặt xanh phong thủy. Đó, rất đẹp luôn nha. Em mới vừa về là bóc ra quay cho cả nhà cùng xem luôn đó. Đó. 1, 2, 3, 4 nè. Đó, cọc số La Mã nè. Kim cọc rồi vàng giống như vàng đồng. Rất là đẹp luôn. Khép đúc nha. Cũng rất là nặng nha. Đó, hàng Mỹ. Chính hãng. Fossil. Fossil gì đó. Rồi. Đây. Đấy xoáy đó, mã của nó nè, cả nhà có thể search nha, FS 51 50 111 602 đó, cả nhà lên Google search giá thoải mái. Rồi em mời cả nhà nha.